Hello anh em, xin chào anh em, chào tất cả mọi người đã đến với video ngày hôm nay của mình. Hôm nay là giờ đang là giờ hoàng đạo nhỉ, 12 giờ đó. Hôm nay chúng ta cùng nói về hoạt động phụ bản mới ra mắt trong game 1-2 ngày hôm nay, đó là phụ bản thú cưng các bạn nhé. Thú cưng, nhưng mà cái phần phụ bản thú cưng thì chức năng nó chưa mở. Hiện tại mới có cái vành đai tĩnh lặng các bạn. Vành đai tĩnh lặng thì chúng ta thử đánh xem đọc đó là báo danh thuyền viên thì tối đa 90 thuyền viên nhé. Sau khi tháo báo danh thì thông tin thuyền viên sẽ được lưu và chỉ được làm mới ở sự kiện lần hoạt động tiếp theo các bạn ạ. Tức là chỉ được báo danh lần này chứ còn không báo danh thêm nữa, và cũng chỉ được báo danh vào lần hoạt động tiếp theo các bạn ạ. Phần thưởng sẽ được phát khi tham chiến vào mùa tiếp theo các bạn ạ. Căn cứ tổng sát thương gây ra cho vai chủ ở mỗi cấp độ các bạn. Tích lũy đổ thì các bạn sẽ được nhận thành tựu thôi. Một thành tựu hiện giờ chưa mở các bạn. Quả đây là dùng cái này dùng tăng điểm trưởng thành của thú cưng này. Nọ đỏ là tăng điểm trưởng thành, nọ xanh tăng chỉ số cơ bản, khá là ok đấy chứ. Báo danh thì chọn nhanh các bạn, nhưng mà các bạn lưu ý một điều nhé, đó là mỗi thuyền viên chỉ được tham gia đánh một lần thôi, dù thắng dù thua chỉ một lần thôi, nên là những bạn dân chơi bình đai tĩnh lặng khá là thua thiệt so với bạn chơi nâu một chút. Như mình đây chơi từ tổng khoảng gần 2 tháng thì cũng khá tướng nữa, nó không phải quá phế nhưng mà cũng không có nhiều tướng để chơi được các bạn ạ. Thì có mỗi lần các bạn đánh thắng hoặc thua là sẽ bị con tướng sẽ bị khóa lại rồi. Giờ mình vào thử đánh nào chứ. Nên là khi đánh các bạn nhớ chia ra. Đầu đánh mình mới đánh thì cứ đánh mức khó đấy các bạn, thử thách từ sau là mình đang chỉ có ở đâu ở đây mấy con hộ vệ các bạn. Đây tất cả cái được 3 lần mỗi sát thương chơi 100 sát thương kèm một thể kích gì một đợt này. Những khống chế tức là có những con này là sẽ không bị khống chế các bạn, những tướng khống chế là đánh quá rất là khó các bạn. Đây hỗn loạn như này không thể hành động, không thể hồi độ ù. Cũng khá căng nhỉ. Và thể kích thì khi bị tấn công thường lộ bị động thì sẽ tạo 5% tạo 1-2 tầng thể kích lên kẻ địch tấn công. Thể kích cuối cùng gây được sát thương bằng 5% máu tối đa của mục tiêu ra, tức là máu càng to gây sát thương càng đau các bạn. Tức là mình sẽ phải đánh hai con hộ vệ mới đến con boss. Thì các bạn nhớ phải chia ra đánh nhá, không thì mỗi tướng chỉ đánh một lần rồi. Như con đầu tiên thì mình sẽ cho con rõ đây, con Jin B hồi máu này, lâu mà Jin đang mất này, mấy con nó không ấy thì mình sẽ cho đánh luôn, Akelu này, không biết ăn được không, hay là đánh bốt nữa này, lộ một phát là bay cả tem, bay cả màu tem khá là căng, nhận Jojo có ăn được không? Mình mỗi lần đánh mình sẽ để một con gây đam to các bạn ạ. Không biết ăn được không luôn gì. Ồ, 3 vòng mất được một tí máu ta. Với lại các bạn nông dân ấy, kiểu nó cũng chưa có đồ nhiều nên thành ra tướng không khỏe lắm. Mình cũng thế thôi, mình cũng không có đồ nhiều ấy. Tướng cũng không phải là quá khỏe, vẫn chỉ có level 100 với lại mấy trăm thôi, chỉ có 4-5 con là trên level 200 rồi. Thì mình chơi mấy con ấy rồi mà nông dân chỉ chơi một đội hình, nhưng mà mình chơi được nhiều đội hình như kiểu các bà lô nhiều tiền đâu cũng các bạn. Ăn được không ta hay là thua đây? À mình khéo rồi, khéo khéo vòng 8 rồi, 15 vòng rồi. Khả năng cao không ăn được rồi các bạn. Tí phải cho phải hai con đam mới được. Nông dân chơi gần 2 tháng như mình vẫn yếu lắm. Để được chưa được 50% máu rồi. Vòng 10. Dỗ mình với E1 này nó chém khá chém bốt hình như không thấm lắm hay sao.
chắc phải cho 2 con đàm. Xem mình dây được bao đàm. $412 triệu à? Chắc nó gây theo tổng đam sao? Zozo 304 triệu. Nó hộ vệ 2. Đây thì cho các bạn xem. Không đánh nha. À không đánh nha. Tức là chưa chết nhưng cũng không được đánh các bạn. Đâu rổ luôn. Đấy rổ nó bị phá các bạn. Rổ nó bị phá. Đấy rổ nó phá các bạn. Vãi là trưởng chưa? Mình xem tận này mình xem bullet này. Mình cho con hộp nộp anh cho nhanh. Con Nabi đang tăng đam này. Xanh đây. Sabe Sabe và AC siêu tướng này. Mong nó giết được. Khả năng cao nó ăn được ấy. Trận này khả năng cao nó ăn được các bạn ạ. Phòng 3 đánh với 1 phần mấy máu à. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. Sẽ nổ liên tục các bạn. I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks. I've had enough. Các bạn nông dân chơi nhớ phải chưa tướng ra mà đánh nhé, chứ không đánh dồn tớt đánh một con là tí là hết tướng đánh đấy, đẹp lắm. Ủa nó nhổ đau đấy. Con này nhổ đau đấy. Ủa nó cạp, nó cạp. À đồ. Không ăn được luôn. Rồi con bốt này. Ủa nông dân khó đánh các bạn. Rồi, lần này con bốt nó cố gắng đánh nhiều đây. Này là con Nabi vào. Mong nó ăn được. Đồ. Đồ. Ui, đi về đập đòi à. Bố thì khá là dễ đánh lắm. Tại vì là nó không gây quá nhiều. Nhưng mà mình không đủ tướng để đánh được các bạn. The bed where I sleep, don't give a fuck, can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough, gotta find a way to get some energy, vẫn được đánh thôi, nhưng mà không đủ tướng để đánh nha. Đặc biệt với bạn ông Sơn ấy, rất ít tướng để đánh con này nha, hầu như là không cho khó đánh. Nhưng mà những chơi tháng, gần 2 tháng như mình còn đánh còn đấy vất vất khi không có tướng. Toàn tướng 10 sao mới E1 thì đấm nó bao giờ chết. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Không chết bốt luôn các bạn. Đến toàn mấy con E1 như mình đấm một con chết bốt thì mấy bạn mới chơi chết sao đấy. Cố gắng cây sát tường các bạn. Ủa, Jinbe đấm đau đấy. Mà còn Jinbe mới có 10 sao đấm kinh thật đấy. Vòng 13 gây được thêm 3 sát tường. Tí mình thử xem đang con Jinbe nó gây rồi theo nào. Đánh bốt kinh không. Jinbe đấm nốt phát nữa này. Jinbe vẫn được đấm. Ui, à không chí mẹ.
1,9 tỷ à? À đây, nó được tặng cho 3 cái xu nguyên liệu này. Chúng tôi chiêu mộ thú cưng các bạn. Đồng la bàn này chiêu mộ thú cưng. UCB nó đấm kinh nha, 1 tỷ mấy à? Đàn to thật. Thế. À lại được đánh lại à, nhưng mà làm được tướng không á? Hết bố tướng rồi á. Nó chưa mở thành tiệm luôn các bạn. Thực chiến à. Thường không đánh được thì mình đánh còn dễ trước ạ. Thế nào? Đánh nó còn dễ như nào. Này mấy con khó đánh căng thật. Rồi, để mình đánh nốt con này xong ra mình sẽ tổng kết cách chơi các bạn nhé. Tổng kết cách chơi tốt nhất cho nông dân nó như nào. À khả năng cao thì mình mấy thằng như mình đánh mới chơi mới lại chơi 1-2 tháng đánh mấy con tướng dễ rồi, đánh tướng khó không đánh được không các bạn ạ. Đấy, đánh con dễ này. Bàn 16 triệu. Thôi, giờ mình sẽ tổng kết cách chơi của cái vành đai tĩnh lặng các bạn nhé. Thì cái vành đai tĩnh lặng ấy, thì các bạn là nông dân hay như mình mới chơi thì cố gắng tập trung là kiếm 1-2 con tướng nào gây đam mạnh nhất ấy. Chơi thì xong rồi chia ra các ải chơi các bạn nhé, đừng dồn vào một ải. Các bạn chọn ải dễ đúng không? Thì chia ra. Nếu mà ít tướng đam như mình cứ chia ra hoặc là 1-2 hay là một đứa một ải một tướng đam mạnh một ải với lại một hoặc là 2 tướng đam mạnh một ải đánh nhau dễ quả các bạn. Thì để cố gắng nhận thưởng thôi. Chứ cái này những mới chơi thì newbie L2B thì ít tướng khá khó là đánh. Còn tướng thì tướng khá là dễ và khá là ngon các bạn nhé. Cả bốt khá là dễ, khá là ngon luôn. Thì video của mình cũng khá là dài, có lẽ là mình sẽ kết thúc video đây. Các bạn thấy hay nhớ cho một like và subscribe ủng hộ mình nhé. Và trước khi hết kết thúc video thì mình đi vào làm một trận đấu giường. Tìm này đánh cho nó lấy lại cảm xúc đây. 3 mét được chiến rồi. Jimbe Bunet nó đấm thì thối rồi.
nha, xem nào. Ôi giời, con Jim B các bạn. Jim B nó mới có 10 sao các bạn. Toilet này là 2 E2 các bạn thấy không? E2, E1 này. Thua hết Jim B các bạn. Chẳng làm gì đâu. Và thôi, sau trận thắng này thì có lẽ mình kết thúc video rồi. Bye bye, hẹn gặp mọi người với video tiếp theo. Bye bye.